Nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm động viên một số doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Đến thăm Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 3 năm gần đây. Trong đó, doanh thu năm 2022 đạt hơn 5.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 18 triệu đồng trên một người mỗi tháng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng trên nền tảng này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2023. Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành liên quan và quận Liên Chiểu tích cực phối hợp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định, qua đó hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Heineken Việt Nam Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2022, góp phần cùng thành phố nhanh chóng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thích ứng với COVID-19. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp đối với ngân sách cũng như công tác an sinh xã hội, đặc biệt đơn vị luôn đi đầu trong sản xuất xanh, phát triển bền vững. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và chúc đơn vị sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới trong thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.